các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ Hôm Nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình kết nối yêu thương nha cả nhà. Và sẵn đây Uyên Quỳnh cũng xin nhắc nhở những anh chị tham gia chương trình kết nối yêu thương, sắp tham gia, đã tham gia và đang tham gia một điều rằng khi Uyên Quỳnh tạo ra chương trình kết nối yêu thương này á, thì Uyên Quỳnh làm những video của những anh chị giới thiệu về bản thân mình. Thì những người ở trong video đó tự xem và tự tìm ra những người nào cảm thấy thích hợp với mình nhất, sau đó nhắn tin cho Uyên Quỳnh. Thì Uyên Quỳnh sẽ hỏi ý kiến của đối phương xem người đó có ok không á, thì Uyên Quỳnh mới cho hai người nói chuyện với nhau. Chứ không phải là Uyên Quỳnh sẽ kết nối người này với người kia. Những anh chị làm video thì hãy nhớ kỹ một điều đó là Uyên Quỳnh không hề kết nối cho người này và người kia, mà tự anh chị kết nối mình với lại người này hoặc là người kia. Và bây giờ mời cả nhà chúng ta cùng đến với chương trình kết nối yêu thương nha. Dạ, trước tiên em xin chào chị nha. Chị có thể cho em biết chị tên gì và chị chào cộng đồng mạng được không? À, chị chào Uyên Quỳnh ha. Rồi trước tiên là chị chào em, rồi bây giờ chị chào cộng đồng mạng và toàn bộ tất cả cô bác anh chị em và đang coi YouTube của Uyên Quỳnh. Chị tên là Hương và họ Hà. Chị qua Mỹ năm 2015 theo diện em trai bỏ lãnh chị và mẹ chị và một người chị nữa. Rồi chị đã hai lần kết hôn. Rồi kết hôn lần thứ nhất, nhà chị thì gia đình chị rất là khó khăn sau năm 1975 á. Khó khăn lắm. Chị nói là chị gia đình chị gốc Bắc Nam Tư á. Hai ba mẹ chị từ ngoài Bắc vào Sài Gòn Nam Tư gặp nhau làm bạn, đẻ ra nhà chị anh chị em của chị là 9 người con. Rồi chị là con gái lớn và hai người chị nữa, thì hai người cũng chỉ học lên được cao đẳng sư phạm á. Thì chị nghĩ và chị lại lo lại cho mấy đứa em, bởi vì sau năm 75 gia đình chị rất là khó khăn. Ba chị thì bệnh liên miên, mà mẹ chị thì cũng rất là chân chất thật thà, suốt là chỉ ở nhà chăm con cũng không có biết làm gì khác hơn. Ra chị thấy bối cảnh gia đình vậy, do học đang học dở dang là đang phải nghĩ đi ra bươn trải để mà lo cho mấy đứa em á. Cũng chính vì lý do vậy cho nên là chị cũng lập gia đình muộn. Năm 28 chị lập gia đình lần đầu tiên. Anh này anh nói gia đình ảnh có giấy tờ đi, cho nên không làm giấy đăng ký kết hôn. Rồi đến khi mà chị rất là khó mang thai. Chị cũng nói rõ hơn là lúc chị mới sanh, nhà chị chín anh chị em thì có mình chị duy nhất là chị bị giống như là bị sốt bại liệt năm 1960. Chị năm nay tháng 9 này là chị 61 tuổi. Rồi cái chị hồi năm đó chị bị bệnh bại liệt sốt 3 ngày không hết, đến khi mà hết rồi thì nhiên cái bàn chân chị bị cái bàn á em. Cái bàn chứ không phải là từ cái mắt cá cho lên, ankle cho lên thì ok, suốt ở trên là ok. Chị mỗi cái bàn chân là chị bị yếu cái cơ, cho nên chị nhấc cái bàn chân lên không được. Thành ra nó bác sĩ cũng bó tay. Nhưng mà chị vẫn bình thường, không có gì hết trơn. Chị vẫn lái xe Honda 110, 150, 50 phân khối bình thường. Vì chị đó, nhưng mà chị phải nói rõ là như vậy đó. Chị đi buôn trải năm 28 tôi chỉ lập gia đình, mà mãi đến năm 34 chị mới giữ được đứa con. Cho nên chị quý đứa con này lắm. Chị mà chị đẻ năm lúc là anh đi rồi, một mình nuôi con, một mình mang bầu, một mình cái gì cũng một mình hết. Đẻ trong nước mắt đó em. Thương con lắm, mà lúc nào mở mắt ra lúc nào cũng chị nghĩ là chị đã bị như vậy rồi. Chị phải muốn con chị lành lặn, mà chị muốn nó là con trai thôi, không muốn là con gái, sợ nó lặp lại cuộc đời của chị đó. Thế là cái đẻ đứa con trai xong rồi chị đặt tên là Hà Gia Bảo. Quý nó lắm. Xong cái là vì đẻ nó một mình không có bố nó đi mất tiêu rồi, bố nó đi lúc mà có đi giấy tờ đi rồi xong mất tích luôn, không có liên lạc. Là ông xã chị đi Mỹ hả? Đi Mỹ. Giờ không có liên lạc nữa, thành ra chị cũng gia là đình đi chị bằng cũng máy bay đó hả chị mà mất tích hả? Đi máy bay hả? Đi máy bay
mà sang đó rồi không hiểu làm sao không liên lạc với chị nữa. Rồi chị đẻ con một mình, thằng nhỏ mở mắt ra chỉ biết mẹ là biết bà ngoại thôi, với anh chị em chị không biết bài biết gì, gì. Thành thử cuối cùng chị đặt con chị theo họ mẹ. Đó, rồi đến khi cũng mấy năm sau cũng chẳng liên lạc được nữa. Thôi chị cũng bươn chải làm này làm kia, thì chị lớn mà vừa lo cho gia đình, vừa lo cho các em, vừa lo cho con riêng con của mình nữa. Cái lúc mà bạn chị á, bạn chị nó mới thấy chị cũng hoàn cảnh như vậy, nó nói thôi mày đăng báo tìm bạn trên báo phụ nữ đi. Nó không chịu, chị không tìm vì chị thương con chị quá. Cái nó mới đăng báo tên nó. Tên nó thì nó dư quá trời thư luôn. Cái nó cho chị một lá thư, anh này anh dạy học ở bên Pháp. Rồi nó lại không thích người quen người xa, chị thì không có phải mơ mộng gì chứ, mà chị nói em nghĩ chị em nghĩ thôi, một đống thư vậy mà chị nhận xét là văn tức là người. Nếu mà họ họ như thế nào thì họ viết một lá thư mình sẽ biết là người đó như thế nào. Đó, chị mới nhận lời chị, thôi để mày để trả lời anh này cho. Ai ngờ anh này anh đang hiện, anh là Việt kiều Pháp không? Anh hiện diện ở ở Sài Gòn, anh đang về thăm người nhà anh ở đây, và chỉ còn những ngày cuối là anh về nước rồi. Thì anh mới tìm đến cái chỗ cái số của chị lúc đó chị bán dụng cụ thể dục thể thao. Anh tìm đến là xong rồi cái chị cũng hai người gặp nhau thì anh gặp ngay lần đầu tiên anh là thích chị rồi. Mà chị thấy anh cũng thật thà, anh dạy học em. Thấy anh thấy chị như vậy anh nói thôi đưa anh về nhà đi, ngày mốt là anh phải lên máy bay anh về nước rồi, thôi đưa anh về nhà để anh biết mẹ em như thế nào, gia đình em như thế nào, thì chị mới đưa về nhà liền. Đưa về nhà thăm thì hai người gặp nhau cũng thời gian ngắn ngủi, thời gian đó là năm 98 99 vậy đó, một lá thư là 15 đồng 20 đồng tiền Việt Nam á. Thì tính ra là rất là mắc, nhưng mà chị nghĩ chị cứ nghĩ cứ viết tới cứ viết qua viết lại, anh viết qua viết lại, chứ mỗi một tuần lễ chị nhận đủ 7 lá thư của anh á. Mà mỗi lần gửi thư tay chị rất là quý, chứ không phải như ngay bây giờ FaceTime rồi thì đúng không, tin nhắn rồi hết message ý gì đó. Này toàn viết thư tay không à, viết thư tay, mà chị thì anh viết thư tay rồi chị viết thư tay đó, thì nhận qua nhận lại thì nếu mà đếm là cả tàu cả 500 lá thư đó. viết mỗi ngày cho nên là cứ đầu cứ nghĩ gì là biết cái đó, anh nghĩ cái gì biết quay lại, chứng tỏ là hai người hợp nhau rồi. Xong cái đi lại lại mấy lần anh cũng về nước kết hôn, cái kết hôn xong chị cũng mang thai một lần với anh, là sinh đôi hai đứa con gái. Nhưng mà đến khi ban đầu lần thứ tháng thứ bảy thì chị lại hư thai nữa. Đó, rồi xong rồi anh làm giấy tờ bảo lãnh chị đi, chị lại không đi, vì lúc bây giờ là ba chị cũng hấp hối. Thì gạt sang bên hết, là chỉ thương mẹ mình quá, bây giờ mình thì lanh lợi buôn bán, mà mình đi giờ là mấy đứa em nó khờ lắm, nó không biết buôn bán gì trơn á. Thôi không đi rồi bỏ, không đi. Rồi đến khi ba chị cũng chết, cuối cùng ba chị cũng chết. Rồi đến năm sau thì đến phiên ảnh về, tại vì ổng chủ yếu là ổng sống bên đây. Thì cũng tiền buôn bán của chị với tiền của ảnh cũng gom lại, cũng mua được một căn nhà. Rồi đến khi mà ba chị chết xong, rồi đến năm sau thì anh, năm sau đến phiên ảnh về chơi thì anh về ở với chị, thì chị phát hiện là lúc mà ảnh ăn uống chị thấy càng ngày càng gầy đi. Ăn uống mà sao mà nó cũng thất thường, chị mới để ý. Chị để ý nói là sẽ em nấu cái gì anh ăn cũng được, mà ăn ít quá chị cũng buồn. Rồi đến khi cái ảnh đi cầu á, chị đi vào chị kiểm tra thấy phân máu không. Máu không, chị mới kêu anh đi đi bác sĩ, mà anh cái gì ông không chê bác sĩ bên đây sợ ông bằng bên đó. Nhưng mà giờ có chị bên đây đương nhiên phải khám bên đây rồi, thì bác sĩ mới khám xong xuôi, khi mà qua máy scan á thì mới biết là ông bị ung thư đại tràng. Đại tràng ở bên Pháp là ông không biết luôn hả chị? Về Việt Nam thì mà về bên đây mới phát hiện. Mà chị mới nói là thôi bà anh về bên đó anh chữa đi, nó về nó thì không có em đó, thì ông muốn về ông muốn chữa bên đây, rồi với bác sĩ giờ ông lên bác sĩ bệnh viện Việt Pháp chữa. Đó, nhưng mà có một cái là hơi ẩu, là cái chỗ này nè, mổ là phải, trước khi mổ là phải mình phải siêu âm qua để mình biết là nó có liên can dính tới cái gì, nó có dây mơ để mái gì trong đó thì hẳn mổ. Còn đây là mổ ra xong rồi thấy nó chạm tới mạch máu rồi, nó nói chung là nó lớn quá rồi. À, cho nên là bọc lại, nghĩa là khâu lại, thế là thôi giờ kêu ảnh về Pháp chữa đi. Trời ơi,
ảnh cũng buồn quá trời, nó thôi giờ đành đi về. Nhưng cuộc về ảnh xã chị cũng làm tới làm lui được, cô được về cũng lành. Cũng nó mổ ra xong rồi đặt cho ảnh cái gì ngay đây nè, để cho anh cũng vô thuốc men, xã chị được về đây chơi được 6 tháng xong mà qua. Như kéo dài được thêm 2 năm nữa thì ảnh chết. Anh chết thì lúc chết thì con anh có về thăm chị một lần. Con chị một lần thì có nói là chị anh có hứng thú thôi, và chị có cần cái gì không, để mà nó nói tiếng Pháp, nó không biết, chị phải nhờ người thông dịch đó chứ. Con của ảnh là người Pháp hả? Người Pháp thì nó ở bên đó. Thì lúc khi về nói là chị có cần cái gì không, mà chị còn cần qua, mà nó chị không cần qua, gia đình chị bên đây rồi. Không muốn ở bên đó, mà nó cô đơn lắm, mà để tiếng mình không biết nữa. Thôi mình chị đâu có phải. Xong cái chị nói thôi nếu vậy thôi giờ con sẽ làm cho cô giấy tờ để mà cô có cái tiền hưu trí của ba con. Đó thì là coi như ảnh về hưu nó. Thì chị được 1.000 đô một tháng, cứ thế chị sống. 1.000 đô một tháng hồi đó rất là lớn, mà đến bây giờ nó cũng ngon chứ không em? Đúng rồi đó. Là khi chị ở Việt Nam mà chị vẫn được lãnh tiền đó hả? Đương nhiên chị ở Việt Nam tiền anh nó chuyển về, mà tiền hưu trí là người ta giống như bên Mỹ nè, em làm việc em có tiền hưu, em ở bất kể nước nào tiền hưu vẫn gửi về trong tài khoản em. Nó gửi về chị cái tấm chắc đó. Đó chị sống bằng cái tiền đó, sau đó chị cũng buôn bán nữa. Đó chị buôn bán là chị cái tiền nó đẻ ra tiền rồi cũng làm ăn cũng thua lỗ rồi. Chị ở cô đơn có 2 mẹ con thôi, chị mới bán căn nhà bên đó, chị mới về bên mẹ chị ở. Đó, về mẹ chị ở, chị cũng ở gia đình rồi, giờ em út này kia nó khó khăn hay là nó cần cái gì làm ăn thì mình cũng thương đại khái giúp tụi nó rồi. Tại vì mở mắt ra là chỉ có gia đình chị em mình thôi, chứ ngoài ra không có ai. Lúc bây giờ chị thương con chị quá, chị cũng có người này người kia thương, mà chị là không nghĩ tới. Vì chị có đời nào chị thấy cô đơn đâu. Vì có con mình bên cạnh rồi. Lúc đó còn trẻ đâu phải không? Đúng rồi, có mẹ, giờ có con, có anh chị em, nói chung là rất cuộc vậy. Xong chị cũng cố gắng, chị nói thôi chị học hành chị dở dang, học xong cỡ đẳng đã nghỉ rồi, không lên nữa, là học mới 2 năm đầu đại học thôi chị nghỉ rồi. Thôi để lo cho con chị cái đến năm 2013 con chị được học bổng đi Mỹ ở bang Ohio. Cái mà nó chỉ được có 60% thôi. Mà còn lại 40%. Cái đồng thời đó là nó lại thích học bên Đức hơn. Cái nó chậm đi Đức. Giờ con chị nó qua Đức nó học 8 năm nay rồi. Nó xong được cái bằng master, là cái bằng đại học với bằng cao học rồi. Rồi xong cái đến năm vừa rồi nè. Năm vừa rồi cái sau khi mà chị em chị đã cho nó kể quá khứ em chị. Em chị nó cũng đi Canada. Xong cái nó apply học bổng á. Cái nó qua được Mỹ, nó xin được học bổng tiến sĩ, nó qua tiến sĩ, nó qua Mỹ nó học. Nhà chị bên Mỹ duy nhất chỉ có 2 chị em rồi, chị với thằng em trai. Rồi tất cả đều ở bên Việt Nam hết. Ủa? Sao mà chị nói chị đi qua giúp má chị mà má chị không ở hả? Em chị bảo lãnh là cái thằng đó, nó qua trước, nó đi cái diện học bổng, xong nó ở lại, nó lấy vợ, nó ở lại, xong rồi nó mới năm 97 nó học bổng. Giờ nó ở lại mười mấy năm rồi, nó bảo lãnh lại chị với lại mẹ chị với hai chị em chị qua, còn mấy người kia không chịu qua. Đó là chị qua thì chị qua tới đây rồi, thì là chị qua năm 2015 mà 2014 con chị đã đi rồi. Đi qua Đức. Lâu cái lý do là chị ở Việt Nam chị thấy rất là buồn. Qua đây còn buồn hơn. Qua đây cũng quá chị buồn luôn á, không có anh chị em. Buồn lắm, buồn phải nói buồn, mà rất là cần lắm, nhưng mà em biết đâu phải chị ở Cali đâu, chị ở tiểu bang lạnh mà. Chị ở tiểu bang nào? North Carolina. Mà thôi chị đâu em đó, vì hạn tiếng Anh chị hạn chế. Mà chị đâu em đó, mà ở chung thì đương nhiên là có em dâu chị cũng ngại. Mình thử chị mới rủ mấy chị em bạn xe phòng nhau để mà ở, thì chị cũng làm neo. Thì cỡ tuổi chị có làm neo, chứ giờ đi làm những cái công việc khác thì nó rất là, nó lao động chân tay, nó cũng cực lắm. Chị cũng tự học lái xe. Lái xe thì chị cũng lái xuyên bang được, nói chung là chị là lái khắp nơi, cũng đi, em mình nó đi đâu sắp tới rồi em chị nó chuyển qua bang gần Michigan nè, Wisconsin á. Nó chuyển qua đó chị phải đi qua theo nó luôn. Đi luôn hả? Đi chứ giờ chị đâu thể nào chị sống một mình ở đây, đã
đau ốm bệnh quặn rồi đi bác sĩ hay là bất cứ thứ gì chị cũng nhờ em chị nói hết đó. Rồi giờ cái vậy nó thì con chị nó vừa rồi tháng 1 nó apply, nó học xong master bên Đức rồi. Rồi tháng 1 vừa rồi nó apply, nó xin học bổng của Mỹ á, thì nó được học bổng của Mỹ cho nó được 50.000 một năm là tiền học, và tiền 26.000 một năm là tiền sinh hoạt phí đó. Đó thì tháng 8 này nó qua. Có chị khỏi cần bỏ lãnh. Con chị học giỏi ghê không, chị may mắn dễ sợ ha. Không, nó ngoan, em ơi, chuyện gì nó ngoan, nó biết gì cả đời, chị chỉ thương nó. Nó là nó đi đâu mẹ cho đi học bóng rổ, chị ngồi cả tiếng đồng hồ chị chờ nó, hay là 2 tiếng nó chơi đi bơi cũng ngồi chơi, rồi cho đi học anh văn học cái gì cũng ngồi chơi ngồi chờ nó, rồi lớp nào lúc nào về làm ăn thì cứ làm. Thì chị sau này cái chị mới nhảy qua chị kinh doanh hotel, cái dạng giống như là nhà mà người ta có 4-5 tầng, người ta đăng báo người ta cho thuê đấy. Rồi chị mới thuê lại. Chị thuê lại rồi thì ví dụ như là cho thuê chị ngàn 2 đô. Thì chị bỏ nội thất vô xong rồi chị đẻ ra thành 2.000+ đô một tháng mà chị cũng có lợi nhuận. Cứ như thế mà chị làm được 4 căn vậy á. Chị làm kinh doanh cũng được 10+ năm, xong chị mới thi, trước khi chị đi chị mới để lại hết cho mấy em chị nha trông coi. Cũng có cái nó hết hợp đồng chị cũng sang lại hợp đồng cho anh ta, chị đi qua đây, chị biết là chị qua đây là mình đâu có cơ hội mình về. Mấy năm rồi chị chưa về thăm mẹ. Mẹ chị qua ở chị, nhưng mà rốt cuộc cái mấy năm trước vui lắm, đi Las Vegas, đi chỗ này chỗ kia đều có mẹ, có con, có anh, có chị, có em dâu, có cháu. Bây giờ mẹ chị quyết định về Việt Nam ở luôn, cái mình chị lại cô đơn. Buồn lắm. Con chị qua rồi. Thì đó, con sắp qua rồi, con tháng 8 này nó qua rồi. Nó qua để nó nhập học cho kịp cái khóa học mùa thu sắp tới nè. Nó học thì bất quá là chỉ thêm 3 năm rồi ra trường rồi. Rồi ở Việt Nam là chị ở thành phố? Chị ở Sài Gòn, ở Phú Nhuận. Chị cũng giỏi quá ha, kinh doanh đủ thứ hết ha. Thì cuộc sống nó làm cho mình, khi mà mình chị hay đọc báo lắm, được đọc báo cái nào cũng ngày kia thấy cái gì nó cũng hay tìm hiểu, mà tìm hiểu thấy được rồi nhảy vô làm thì nó có đẻ ra lời. Đến chừng mà chị đi chị để lại mấy em mới làm nó thất thu không bằng chị. Vậy đó, gặp mấy mùa dịch này nữa là đuối. Cái mùa dịch này là phòng chống quá trời luôn, mỗi lần nó cứ vậy nó gọi điện thoại qua nó kêu chị ơi giờ chủ nhà tao không chịu bớt tiền ra cứ căng quá là sao giờ nó, bây giờ cái người thuê người ta lại cứ kêu mình giảm tại vì do là người ta kiếm không ra tiền rồi Covid mà. Chị nói bây giờ mày cứ qua việc thương lượng với chủ nhà, bây giờ như vậy vậy bất quá là trả nhà lại thôi, thì họ cũng rất cần mình. Rồi cuối cùng họ giảm cho mình được 3.000, 3 triệu thì mình lại giảm lại có khách hàng để mà mỗi người kiếm một chút vậy đó. Thì nói chung là làm một phòng trọ không có lời, để mà làm 3-4 căn như vậy mới có lời. Vậy đó, cái này kéo qua cái kia mới có lời ha. Chị thì cuộc sống chị là ok nhất cả nhà rồi, chị khỏe, mấy đứa em thì nó cũng điêu đứng. Rồi xong có vừa rồi chị lãnh được tiền thất nghiệp á. Lãnh được tiền thất nghiệp chị mua, chị mở cái shop mini cho em, thì nó bán đồ bên Mỹ gửi về đó. Chị đi Costco, chị đi cái gì rẻ là chị mua về chị gửi về cho nó. Chị nó bán để nó vô mình giống như là mình giúp nó cái cần câu, chứ không thể mình giúp nó con cá được. Các cô mà mấy đồ thuốc đó hả chị? Thuốc rồi editing cái gì mà nó tìm hiểu thị trường bên đó cần cái gì, nó vô mấy cái shop Mỹ mà hiện tại bên đó có bán á. Thì nó thấy họ bán cái gì thì nó cũng hỏi chị ơi cái này có cái đó không, cái chị mới tìm hiểu, nó nói bên đó nó bán nhiều để bán như vậy. Thì nó nói nó bán nó phải như vậy, mình cộng đưa tiền cước gửi về là bao nhiêu nó, thì nó phải đẻ ra bao nhiêu lời mà lời chút đỉnh thôi cũng được. Thì từ lúc chị mua qua đây là chị đâu có đi Costco nữa. Chị đợi qua bên kia có Costco rồi chị đã chạy rồi chị mua cho nó. Rồi đi nhiều khi đi đi chợ rốt đó thấy cái gì rẻ cũng mua. Chị nhưng mà khi ở Việt Nam á thì chị làm kinh doanh nhà khách sạn vậy đó, tuy là mình thuê nhưng mà mình vẫn nó là sung sướng hơn qua đây đi làm neo. Cảm giác của chị rồi, như thế nào? Dĩ nhiên là tuổi lắm cho em, tuổi lắm, bởi vì mình lớn tuổi mà cái chân chị lại bị như vậy nữa. Mà chị không thua người ta về là về kỹ thuật người kia, mình làm cũng không thua người ta gì hết, chị làm biết được luôn mà. Nhưng mà có điều là người ta bao giờ người ta vẫn ưu tiên cho cái người tiếng Anh giỏi.
với lại sức nhất trẻ nữa, trẻ nữa. Nhưng mà mùa này thì làm chân tay nước thì khỏe. Mà cực thì cực chứ chị nghĩ chứ, kiếm tiền mà có cái gì mà sướng đâu, có điều là buồn thôi. Chị không muốn ở nhà là vậy á, cứ mình có sức khỏe mình cứ đi, là chỉ làm tuần lễ đi hết 6 ngày, còn ngày thứ chủ nhật thì ở nhà nghỉ ngơi rồi nấu cơm mình xuống nhà đứa em chơi. Và hiện tại chị đang xem phòng ở chung với bạn chị á ha. Đúng rồi. Ở bên đó xem phòng mắc không chị? Rẻ mà, có 300. 300 rồi thì điện nước này kia nữa, 50 nó 350. Như là nếu mà theo cái vật giá thì cái căn phòng như thế này mà ở bên Cali là 600. Đúng rồi. 600 mà làm cái giá nào nó cũng cũng bình cũng như vậy thôi, thì đương nhiên là làm bên đây thì mình không có biết xài tiền. Không có gần chợ, chỉ có gần rốt mà quần áo chị mua nhiều rồi, chả cần sắm gì chứ. Nói chung là bây giờ đâu có cần vật chất nữa, chỉ cần tình cảm thôi. Mà cũng khó kiếm em ơi, nói chị rồi mà chị đi qua đây á, rồi xong rồi tiền mà mỗi tháng xã chị tiền thu mỗi tháng 1.000 đó có gửi cho chị không? Vẫn đều. Chị cũng hên quá à, may mắn á. Nói chung là tại vì chị con trai ông nói giờ cô muốn chia tài sản là cái căn nhà bên đó của ba để lại á. Và thì chị có ông thú thì đương nhiên là cũng chị có phần trong đó, không có hai căn lận. Chị mới nói là thôi, tại vì anh có ba đứa con, hai đứa học bác sĩ, một đứa thì chuyên môn kinh doanh về cái máy computer. Chị thấy nó đặng mình cũng mới làm bạn với anh đây được có 5-6 năm chứ nhiêu, mà mình đừng có tham quá, có cái tiền này là cũng khỏe rồi. Thôi nhà cửa chị không quan tâm tới rồi, thôi chị từ chối. Con của ông xã chị cũng tốt đó. Thằng đó đạo đức không ạ? Trời, cái con chị đó, học hành tới nơi tới chốn, chị cũng nguyện trong lòng đó thôi. Bây giờ mình nếu mình đi bước nữa thì chị cũng gặp mấy không gặp, mà người ta đa số là ta nói về nhà ta ở, con gửi lại bà ngoại. Đương nhiên là chị không thể nào chị gửi được rồi. Chị khó khăn lắm chị mới kiếm được đứa con. Bây giờ chị mà theo chồng mà chị không thể nào chị trọn vẹn được hai bên. Rồi xong rồi mình thương chồng mình lại bỏ con, mà cái gì mình phải là bỏ con nó nhách nhác, rồi con mình nó về nó học hành không thấy nó tới chốn, chị không có muốn, cho nên thôi cứ sống với gia đình vậy là cũng vui rồi. Đến bây giờ qua đây mới thấy trời, chị nói nhiều lần chị muốn về Việt Nam lắm rồi. Bây giờ đợi quốc tịch xong rồi về. Chị rồi khi chị muốn đi thêm bước nữa như thế này á, con chị nó có ủng hộ chị không? Trời ơi, nó thương chị không hết mà nó còn muốn là mẹ có người kế bên hết mẹ mọi chuyện, bây giờ cái gì mẹ cũng cậu, cái gì cũng ơi em dâu với chị em trai không à. Đó, rồi mỗi lần chị cần cái gì chị còn gọi FaceTime cho nó, rồi xong rồi chị lại viết những cái thư tiếng Anh mà nó sai lỗi về, có thể là văn viết chị viết được nhưng mà văn nói với lại thì chị không có nói được vì học đâu, nhiều khi cũng trả phải trả cô hết. Hiện giờ chị mỗi tối chị vẫn học online chứ. Buồn lắm, đi học cho nó về 7-10 tiếng ở tiệm rồi. Còn lại thời gian về nhà thì cũng bỏ vô lớp anh văn học được 1 tiếng rồi xong rồi đặt lưng, thế là thôi ngày sau. Tại vì cũng về nhà cũng không có làm gì phải không? Có đúng rồi, học anh văn. Học văn rồi con chị nó cũng mừng, nó nói giờ thế mà mẹ cứ ở đâu cứ gần chỗ cậu tí xíu đi 1 tiếng lái xe là tới cậu. Giờ chị mới về nhà em thì xong hết chứ, lái xe về nhà nó được 1 tiếng mấy ăn uống thì nó xong lại quay lên. Chị ra bây giờ nếu mà chị tìm một người và yêu tương lai cho chị á, chị muốn người đó phải như thế nào? Chị cũng đâu có, nói chung chị đâu có đòi hỏi gì đâu, mình cũng thua người ta nhiều mặt quá, mới qua rồi tài sản không có, cũng nghèo rồi kém cỏi đủ thứ, cơ bản là chị không có dám lựa chọn ai chứ. Ví dụ chẳng hạn như giờ người ta thấy mình, ta hiểu hoàn cảnh ta thương, mà chị tìm hiểu thì chị nhận thấy có thấy mình người ta có những cái tương đồng thì chị ok. Chứ không có dám mơ mộng gì hết, từ từng này tuổi rồi. Chị rồi nhà cửa Việt Nam chị còn không?
Chị còn cái kiểu như là hồi đó làm ăn cũng còn ít mà giờ đang chờ giải quyết. Vì vướng cho ba vụ tòa án là vì tranh chấp với nhà đó, rồi cũng bị người ta lừa. Thì nếu mà chị nếu về được thì chị cũng giải quyết được, thì cũng ít tiền em cũng đem qua đây, cũng cũng chủ yếu cũng hai mẹ con sống thôi. Em ở đây chủ yếu thì cũng mua được căn nhà để ở đúng không? Mua thì chị đang tạo cái lịch cho tốt nè, cho good nè. Em biết không, chị đi làm nè, chị đi với chủ tiệm là chị nhận chết 100%. Chẳng hạn như làm mà nửa tháng được hàng mấy, nửa tháng trả chết lần, hàng mấy thì cứ hàng mấy là trả chết 100% để chị khai thuế. Về già chị sống bằng tiền đó, chứ chị không thích sống bằng cái gì mà lệ thuộc của chính phủ. Cái Obama chị Obamacare Instagram chị cũng mua chứ, cái gì chị cũng mua. Chứ còn cứ nói nghĩ về già xin tiền chính phủ, xin Medicare chính phủ thôi, nó lệ thuộc lắm. Mà phải sống ở Việt Nam, sống ở Mỹ, mình biết biết đâu được sau này mình lại thích về Việt Nam mình sống làm sao. Rồi mình đi bất kể nơi đâu, tiền tiền hưu mình có họ đều gửi về hết, mình khỏi phải xin tiền chính phủ và Medicare của mình. Chị muốn tìm một người yêu cho chị á, là người đó ở đâu cũng được, ở nước nào cũng được hay sao chị? No, trong Mỹ thôi. Trong Mỹ thôi. Trong mấy nước kia xa quá, chị xa con á, chị thương lắm. Mình nó còn có chạy qua chạy lại thăm chị được đúng không, mình còn theo dõi từng bước một. Chẳng hạn giờ nó học xong nó cũng lập gia đình, năm nay nó hai 26 tuổi, 27 rồi đó. 26 Thì hay ít nhất là 27 tuổi rồi. ít nhất nữa nó ra trường, nó cũng dạy học, nó cũng giáo sư, nó dạy trong trường đại học. Thì nó dạy học thì chắc nó cũng lập gia đình thôi. Thì chắc rồi. Bây giờ 28 tuổi là cũng Năm cũng bảy, nó sinh năm 27. 1994 đấy. 27 tuổi thì cũng lớn lớn rồi đó. Mà nó bị nó học chưa xong, nhưng mà nó cũng có tiền riêng của nó, là nó được hàng mấy hàng tháng rồi, Rồi vậy. học bổng mà. Coi như bên đây bên Mỹ chỉ có hai chị em thôi, chị với thằng em trai chị. Thằng em trai chị cũng là giáo sư, nó dạy ở trường đại học gần nhà. Vợ thì làm nết y tá. Chị anh em của chị cũng thành công quá Thành công chỉ có mình thì nói chung thành công hết, mà có mỗi tội là ở bên Việt Nam thì đứa thì cũng học xong hết đại học thôi. ha. Chỉ có duy nhất là đứa nào mà không chịu học quá thì nó làm phải không cho nó cái nghề. Thì có hai cái đứa nó sau cùng Úc của em, thì nó học nghề uống tóc, rồi chị mới thấy nó làm tóc cái mùa Covid này quá khó khăn, là trong cái đó chị gửi tiền xài đâu có bằng mình cho nó cái nghề. Cái nó mới mở cái shop cho tụi nó, cái là tiền thất nghiệp lãnh được bao nhiêu về giúp em hết. Thì giờ nó mở được cái shop bên đó rồi, thì nó nói mai mốt chị về làm răng làm bao chị. Chị ước ao chị về về Việt Nam chị làm răng, em làm ở đây mắc quá. Đúng rồi, ở đây mắc lắm. Làm răng đâu rồi, chỉ cần 4-5 ngàn thôi là răng rất đẹp. Răng chị tôi thấy người. cũng khá đẹp mà. Nhưng mà vừa rồi đi nhổ hai cái răng bên đây hết 500. Nếu bây giờ có một điều ước cho tương lai thì sẽ ước mơ điều gì? Ước hả? Ước thì giờ cứ con chị nó thành 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 đạt, nó ra trường nó dạy học, rồi chị có người bạn đời săn sóc với nhau, chẳng là mở mắt ra cái là anh ơi cái này, anh ơi thế kia, rồi đi đâu cũng có nhau, rồi đi đâu cũng có nhau, thì vì đau ốm bệnh hoạn có nhau. Như chị em biết chị cũng rất là chung thủy, nếu không chung thủy thì sao, chị sống suốt cả một thời gian dài không có đi bước nữa, vì chủ yếu là thương con thôi. Bây giờ mình nghĩ đến con mình quá nhiều rồi, giờ mình nghĩ đến bản thân tí xíu. Nói chuyện với bản thân thì chị mới nói chuyện với con, nói, mẹ mẹ con cần cần mẹ có người đàn ông bên cạnh để lo cho mẹ, nhưng mà mẹ mẹ đừng có mẹ phải nhìn nghe lời, cái chung nó biết là mình là cũng rất là cân nhắc vấn đề mà kiếm người bạn phải hiểu biết phải thương mình thật lòng đấy. Nó sợ chị bon chen, nó sợ chị sâu nông nổi á, chị đâu có nông nổi. Chị rồi sở thích của chị những lúc rảnh rỗi là chị làm công việc gì? đó, như chị em nói là chị là học anh văn, rồi xong á chị lên ấp ở xe phòng, chị quanh quẩn dọn phòng của mình thôi.
rồi lại chạy về nhà em mình chơi, chơi với cháu mình, rồi nó vậy thôi, khi con đi con lại buồn lắm thôi, cái như đó này à. Rồi lên YouTube cũng coi coi được tí xíu rồi buồn ngủ rồi. Rồi em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay ha. Em hy vọng sau video này sẽ tìm cho chị được một nửa yêu thương ha. Chị cũng ngại lắm ơi. Thôi chị cũng cảm ơn Uyên nhiều nha. Chị cũng liên hệ với em mà cái chị thấy cũng cũng chuẩn, nói chung cũng nóng ruột. Chị mới nhắn lần nữa, sản phẩm mà chị đổi số điện thoại đó. Rồi chị mới nhắn lại lần nữa thì em hồi âm chị mừng lắm. Rồi thôi chị, trước khi chị cho kết thúc video này, chị cũng cảm ơn em rất nhiều. Và chị cũng xin chúc em một ngày vui vẻ và tràn đầy sinh lực trong tràn đầy cuộc sống may mắn. Cũng như chị cũng gửi lời em chào cộng đồng mạng. Ủa chị, chị có để ý anh nào trên kênh của em không? Chị nói với em ngay từ lúc đầu á, chị mới qua được có mấy năm, chị cũng kém cỏi hơn người ta nhiều quá, chị cũng ngại. Ngại đủ thứ á. Ok, thì ai chấm chị thì ai thích chị thì làm quen với chị phải không? Đúng rồi. Ok. Còn không có thì thôi, chị đành phải sống với con. Dạ. Đúng không em? Sống với con thôi, may đây là bà nội thôi. Dạ đúng rồi. Có con thành công vậy là mình mừng lắm rồi cha mẹ. Đúng rồi em, đúng rồi. Vì nó hơn chị nhiều mặt quá, nó sau này em mình nó đạt được nguyện vọng của mình, nó học hành tới nơi tới chốn và mừng rồi. Dạ. Ok còn chị, ba chị ha, cảm ơn rồi, chị. Rồi ba, cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Ok. Bye.